Mình là Tuzi đây và các bạn xem video kênh Tuzi Diary. Ở đây không biết là bạn đã từng nghe đến cái dạng video hologram chưa? Nó là một cái dạng mà làm cho cái hình nổi hẳn lên luôn như kiểu một cái hình 3D vậy. Rất là đẹp các bạn. Vì lý do đó trên mạng có rất là nhiều video hướng dẫn các bạn cách làm cái máy chiếu hologram tại nhà cực kỳ đơn giản, rẻ luôn. Đây là một cái thí nghiệm đã xuất hiện 2-3 năm trước rồi mà tôi nghĩ là sẽ vẫn còn một số bạn, một số nữa chắc cũng khá là nhiều bạn không biết cái thí nghiệm này. Nên là hôm nay tôi sẽ muốn hướng dẫn cho các bạn cách làm. Tôi hứa các bạn luôn, nếu các bạn làm thì chắc chắn cái thành phẩm ra các bạn sẽ rất là thích luôn. Thì mặc dù là ở trên mạng cũng người ta cũng bán rất là nhiều cái dạng làm sẵn, cũng rẻ lắm các bạn, không có mắc đâu. Cái hologram làm sẵn luôn ấy, nhưng mà nếu các bạn tự làm ở nhà thì còn rẻ hơn nữa. Cả chưa kể lúc nào đi chơi qua nó cũng vui hơn mà các bạn, đúng không? Thôi vui hơn là mình thì phải đi mua, đúng không? Rồi thì ở đây để làm một cái máy chiếu hologram, các bạn sẽ cần một cái tấm giấy bìa kiến mà các bạn làm photo các bạn. Giấy bìa kiến photo ấy, cái này rất là rẻ ha, các bạn có thể mua những tiệm photo hoặc là nhà sách. Khoảng tầm giá dao động khoảng từ 1.000 tới 2.000 một tấm. Chỉ cần như đây thôi. Đây là cái nguyên liệu rẻ và dễ tìm nhất để các bạn làm hologram ha. Nhưng mà nếu ở nhà các bạn có những cái vỏ mà đựng đĩa CD các bạn, cái vỏ nhựa mà không có bị trầy hoặc là bị nứt á, thì các bạn cũng có thể sử dụng ha. Lưu ý là không được trầy với nứt như các bạn phải trong. Ở đây là tôi không có kiếm được cái CD cho nên là tôi sẽ làm bằng cái giấy này. Rồi bây giờ sẽ bắt đầu làm thôi. Cái này rất là đơn giản, các bạn làm nhanh lắm. Đầu tiên tôi sẽ kéo cái đường trung tâm. Có một anh YouTuber rất là nổi tiếng đã làm cái này rồi nên tôi sẽ chỉ theo cái tỷ lệ thôi, là cái cạnh trên các bạn là 1cm, cạnh dưới 6cm và cạnh huyền là 3.5. Tôi sẽ làm thêm một cái với máy tính bảng nữa sẽ to hơn. Phóng lên ha, cái này sẽ thành 2cm, cái này thành 12cm và cái này thành 7cm. Phóng to lên các bạn ha, gấp đôi lên. Mình sẽ cắt ra nha. Xong một cái cho điện thoại, một cái cho máy tính bảng. Dựa theo cái miếng này tôi sẽ cắt thành 4 miếng cái bìa trong này. Tôi sẽ cắt 4 miếng kiến trước rồi mới cắt thành tam giác cho nó dễ. Xong 4 miếng đây. Đó, mỗi size các bạn sẽ cắt 4 miếng ha. Bước cuối cùng các bạn sẽ dán lại. Dán xong các bạn sẽ có một cái như vậy. Kế đến thì dán cái cho điện thoại. Cái này nhỏ nhỏ này các bạn khó dán hơn ha. Dẹp clip rồi các bạn. Dán sai chỗ nào rồi. Hơn mất tiêu cái nhỏ rồi. Cô lùi quá không làm ở đâu. Bỏ. Tôi sẽ sử dụng cái hologram của máy tính bảng. Thì tôi sẽ cắt hai size hologram nhưng mà chỉ làm được đúng một cái lớn thôi. Cái nhỏ bị hư rồi các bạn. Nhưng mà lúc nãy á, khi mà tôi kiểm tra thử á, thì cái này vừa có thể xài cho điện thoại mà cũng có thể xài máy tính bảng luôn. Hai cái đều xài được. Bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra để coi nó có chứa được cái video hologram không ha. Làm sao để các bạn xem video hologram bây giờ? Các bạn sẽ lên YouTube search hologram 3D. Như vậy nè các bạn, ra rất là nhiều video. Tôi sẽ nhấn thêm một cái cho bạn xem ha. Nó sẽ như thế nào đây. Như các bạn thấy trong cái video này, một hình nó sẽ có 4 hình đúng không? 4 góc. Chúng ta sẽ cái hologram ở chính giữa, cái phần lỗ là cái phần trống nha các bạn ha. Tôi sẽ bật đèn hơi sáng, này là các bạn tắt đèn sẽ thấy rõ hơn. Các bạn thấy hình nó nổi lên đúng không? Ngay phía giữa luôn. Cái này các bạn xem càng tối thì nó sẽ càng rõ hơn, sáng thì nó sẽ không rõ lắm. Đó các bạn thấy đúng không? Con ướm nhìn như là nó đang bay ở giữa vậy. Tôi sẽ tắt đèn cho các bạn thấy rõ hơn ha. Thank you.
các bạn cách làm cái máy chiếu hologram đơn giản ha. Mong là các bạn sẽ thích video này. Tạm biệt.